Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Vặt cùng Anna Châu. Các bạn ơi, hôm nay mình làm một cái món rau câu tráng miệng. Thì bây giờ nó đang mùa là chanh dây đó các bạn. Thì mình có mua được mấy trái chanh dây rất là ngon luôn. Mình làm một món rau câu thanh mát mùa hè này nha. Các bạn cùng theo dõi thực hiện với mình nha. Hiện cái món rau câu chanh dây này á, thì ở đây mình có mua là nửa ký chanh dây. Cái trái nó rất là to và ngon nè các bạn. Thấy không? Nó rất là tươi luôn, nó cuốn còn mới nữa. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm là 400g đường phèn nữa ha. Ở đây mình có hai loại rau câu. Một bịch rau câu dẻo 10g và mình sẽ sử dụng 10g rau câu giòn. Các bạn chuẩn bị cho mình 1.8 lít nước ha. Rồi bây giờ mình cùng thực hiện cái món rau câu chanh dây này nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cho rau câu con cá dẻo này vào chén ha. Cái này là thuộc dạng như câu dừa vậy đó bạn, nó dai. Mình sẽ cho cái bột rau câu dây dẻo này vào đây. Bịch này là 10g ha. Các bạn cho cái bịch rau câu giòn này nè, 10g này vào trong này luôn. Ở đây mình đổ rau câu với cái độ nó dai nhẹ, hơi giòn. Các bạn sẽ cho đường cát ha, 1 muỗng canh đường cát vào cái phần bột rau câu này nha các bạn. Các bạn cho mình 1 muỗng canh đường cát vào. Các bạn trộn đều cái bột rau câu này với đường cát lại. Sau khi đã trộn đều rồi thì các bạn cho 1.8 lít nước này nè vào trong cái nồi rau câu của mình luôn ha. Xong các bạn sẽ cho cái phần bột rau câu đã trộn với đường này vào trong nồi và khuấy đều lên nha. Các bạn cho một tay, các bạn cho vào một tay các bạn khuấy ha, để cho cái bột rau câu này nó hòa tan nhanh, nó không bị vón cục nha. Rồi các bạn khuấy đều cái bột rau câu này cho nó tan. Xong các bạn sẽ ngâm cái bột rau câu này trong khoảng là 5 phút ha, để riêng cho nó nở cái lượng bột rau câu này ra. Thì bây giờ mình chuẩn bị làm cái chanh dây nha các bạn. Xin ra đây cho các bạn xem. Đây, cái chanh dây của mình nè. Các bạn sẽ cắt làm đôi những cái quả chanh này ra. Mình cho vào một cái chén để mà đựng nha. Ở đây mình sẽ cắt đôi quả chanh dây ra. Quả chanh dây này nó chín mà bên trong nó vàng nè các bạn thấy không? Mình sẽ cho chanh dây vào trong cái chén này nha các bạn, trong cái tô này ha. Mình lấy luôn cả phần hộp nha. Hộp chanh dây này mình ăn được không sao hết. Thì một hồi hộp này mình sẽ làm trang trí cho cái phần rau câu của mình thêm đẹp mắt. Các bạn cho hết phần hộp này vào trong một cái tô nhỏ nha. Một chai trái thôi cho các bạn xem ha. Đây, nó đổ nước vàng ra luôn á, ngon lắm. Cái vị chanh dây này nó rất là chua.
Bạn ơi, mình đã cắt ra được khoảng 6 trái chanh dây rồi nè. Bao nhiêu là cho 20 gram bột rau câu là vừa đó các bạn. Nhiều quá nó sẽ bị chua. Chua thì mình sẽ tốn đường lắm. Thì bây giờ cái bột rau câu mình đã ngâm trong 5 phút rồi nè. Bây giờ các bạn bật bếp lên ha. 5 phút là nó vừa nở rồi đó các bạn. Không nên ngâm lâu nha. Các bạn bật bếp lên cho cái rau câu của mình nó nở, nó sôi lên. Thì các bạn ơi, cái nồi rau câu của mình nấu được khoảng 7 phút rồi nè. Thì nó chuẩn bị sôi rồi đó. Thì các bạn cho nó sôi, nó sôi tim lên đó. Thì các bạn mới cho đường phèn vào nha. Cho cái đường này nó tan luôn. Đường phèn của mình này nó hơi to nè. Bây giờ các bạn cho vào. Cho đường phèn vào nha. Rồi các bạn khuấy lên cho đường phèn nó tan. Nó cộng chỉ nè. Đường phèn thì nó có hay có cộng chỉ đó các bạn. Bỏ ra. Khuấy cho cái đường phèn này nó tan nha. Khi mà đường phèn này nó tan hết á là cái rau câu của mình nó cũng chín đó các bạn. Thì mình đổ nữa nó ra khuôn luôn, mình khỏi mình đem đi đi để tủ lạnh nó gọn, hoặc mình đem đi cho hay gì cũng gọn nữa, mình khỏi mua khuôn. Thì nếu các bạn đổ cái khuôn này á thì các bạn sẽ đợi cái nước rau câu của mình á nó nguội một chút mới đổ vô được nha các bạn. Đúng rồi, nó sẽ bị quéo cái khuôn này lại. Cái nồi rau câu mình nó cũng đã tan hết đường và nó sôi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái tô chanh dây của mình vào ha. Các bạn cho hết tô chanh dây vào luôn. Cái chanh dây này nó có cái độ chua lắm nha các bạn, cho nên là 400g đường thì nó cũng không lắm. Sẽ làm dịu lại cái độ chua của cái chanh dây này. Các bạn khuấy đều ha. Các bạn có thể gia giảm tùy theo cái số lượng của mình, hoặc tùy theo khẩu vị của mình thích ăn chua ngọt như thế nào đó. Thì tùy các bạn. Các bạn nhìn thấy cái nồi chanh dây của mình không? Đây, rất là ngon luôn, những cái hộp chanh dây vàng ươm nằm ở trên mặt nè. Bây giờ thì nó đã sôi rồi, cái nồi chanh dây rau câu của mình thì nó cũng đã chín rồi đó. Các bạn sẽ tắt bếp và để nó nguội nha. Các bạn để cho nguội trong vòng 5 phút thì các bạn sẽ đổ vào trong khuôn. Rất là ngon các bạn nè. Hè mà ăn cái món chanh dây này, rau câu chanh dây này rất là mát luôn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và để nó nguội trong vòng 5 phút, mình sẽ đổ vào cái khuôn ha. Thì các bạn ơi, cái nồi chanh dây của mình cũng đã để nguội bớt rồi nè. Bây giờ mình đổ ra khuôn nha các bạn. Đây, mình có chuẩn bị những cái khuôn nhựa ly này nè. Và những cái khuôn tròn. Tròn nó cũng bằng cái cũng bằng nhựa này luôn, cho nên mình mới để nguội. Và bây giờ mình sẽ cho vào khuôn ha, mình sẽ đổ vào khuôn ha. Các bạn vớt những cái hạt chanh dây nè, mình sẽ cho một lớp ở phía dưới trước ha, tặng cho nó đẹp. Các bạn có hộp hạt nằm, mấy hạt chanh dây này nằm ở dưới nó đẹp nè. Lớp này ha, các bạn cho thêm cho cái khuôn mới cũng một lớp hạt nằm ở dưới luôn, phân đều ra, phân đều ra cho nó đẹp á. Một hồi nguội rồi mình hả, một hồi nguội cái lớp này rồi mình hả cho thêm lớp mới nha. Đây là cái cộng chỉ của đường phèn. Đường phèn này nó ngọt dịu mát nha, nó không có gắt đâu các bạn. Các bạn yên tâm, nó không có ngọt gắt đâu. Sẽ cho cái hạt này nằm, hạt
nhân dây này nè. Khi mà cái bánh lông đông mình đổ ra nó đẹp. Rồi. Còn cái mâm này á, mình sẽ đổ vào từng ly ha. Mình sẽ cho vào đầy ly hết. Cái màu rau câu nó vàng rất là đẹp nha các bạn. Món này ăn chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Các bạn cho hết vào ly nè. Thì cái lớp này nó cũng đã nguội rồi nè. Bây giờ mình cho hết, cho đầy cái khuôn này nha các bạn. Đây, mình sẽ cho vào hết, cho đầy cái khuôn này. Cho vào hết ba cái khuôn này. Rất là thơm bạn ơi, cái mùi chanh dây này nó rất là thơm luôn. Thơm dậy lên mùi chanh nè, hòa quyện với đường phèn nữa. Nhìn rất là ngon nha các bạn. Rồi, mình đã cho đầy khuôn rồi. Thì các bạn để nguội nha. Để nguội và mình sẽ cho vào tủ lạnh ha. Thì bây giờ mỗi cái khuôn của mình á, mình sẽ để nguội. Để nguội ha, và bấm lại. Bấm cái nắp này lại nè. Xong rồi các bạn đem để tủ lạnh ha. Các bạn đem để tủ lạnh khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ, 3 giờ đồng hồ là các bạn đã dùng được rồi. Cái phần rau câu này đặt là các bạn sẽ dùng được nha. Các bạn nhớ làm cái món này nha, rất là ngon đó. Thì mình sẽ để nguội về tủ lạnh. Thì mình 3 tiếng đồng hồ sau mình sẽ dùng thử cho các bạn xem nha. 3-4 tiếng đồng hồ gì đó. Bây giờ mình cắt lên mình dùng thử cho các bạn xem nha. Cái mùi rau câu này rất là thơm nha các bạn. Nó có độ giòn sực sực luôn. Cái hộp rau câu, hộp chanh dây á, nằm ở trên cái mặt cái ổ này rất là đẹp. Đây mình đã cắt cái ổ bánh này ra nè. Mình để qua cái dĩa này cho các bạn nhìn thấy rõ hơn ha. Rất là thơm mùi chanh dây luôn á. Đường phèn nữa. Đây, mình mời các bạn nha. Mình mời các bạn dùng thử cái miếng rau câu với mình nha. Cứng giòn các bạn. Đấy rồi. Miếng rau câu này giòn vừa ăn, không có cứng lắm, cũng không có mềm, ăn ra sần sật vậy đó các bạn. Rất mà nó có cái độ chua chua, không có ngọt nha, không có ngọt nha các bạn, rất là vừa ăn luôn, không có ngọt gắt mà nó vừa ăn lắm, tại vì cái độ chanh dây này rất là chua luôn. Thì mình nấu với 400g đường này rất là vừa ăn nha các bạn.
rau câu rất là vừa ăn luôn. Mình nói thiệt á, rất là ngon, mình nói thật luôn á. Này những cái hộp, những hộp chanh dây nè, các bạn nhìn thấy đẹp mắt ha, nhai nó giòn. Mùa hè các bạn làm món này ăn rất là mát. Bây giờ nó đang cái mùa trái cây rất là nhiều á các bạn, có chanh dây bán rất là nhiều ngoài chợ, các bạn mua rất là dễ luôn, trong siêu thị cũng có bán nữa. Cái độ chua với cái độ ngọt nó rất là vừa, nó không có chua lắm mà nó cũng không có ngọt lắm. Các bạn làm theo cái công thức này cùng mình nha, rau câu đảm bảo rất là ngon luôn. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video thực hiện món rau câu chanh dây này cùng mình nha. Xin chào và hẹn các bạn ở video sau nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.